có kem lót, kem nền. Hoặc là nếu như em muốn mua cái loại kem nền BB thì chị có này. Cái kem BB ấy, tức là một cái dạng kem nền BB, là một cái dạng vừa có chống nắng nữa của Hu Trắng luôn. Tại vì chị có khách ấy, chốt tới 4 set, nhưng mà thật sự mà nói tức không thấy khách nói gì hết, mà cũng không thấy nói gì nữa hết. Xong rồi cái rồi bây giờ chị lại lôi ra chị bán rất là rẻ nhá. Rất là rẻ luôn. Đây, chị lên chị để ngay đây này, tại vì chị cũng định like ngày hôm nay á, chị xuống luôn, chị còn mấy set rất là lời luôn, cho nên là chị giữ từ bữa hôm giờ, nhưng mà chị thấy là khách không nói gì nữa hết là chị đem ra chị bán luôn. Cái này nó là kem nền của Hu Trắng đàng hoàng luôn nhé cả nhà nhá. Kem nền vừa che khuyết điểm cho mình luôn, kem nền che khuyết điểm nha cả nhà nha, mà lại vừa có thành phần chống nắng ở trong này. Cây kẹp tóc đẹp quá chị. Cái gì mọi người cũng thấy cái gì đấy nhỉ? Mọi người thấy không? Đây, cây kẹp tóc của Hà đây cả nhà. Nó chỉ là một cái bấu thôi nhé cả nhà nhé, nhưng mà nó có cái hoa ở đây, chỉ đơn giản như thế thôi. Cái của Hà đó nhiều cái á, mọi người nhìn Hà, chị có bay loại, chị có Vilan có gì em? Có cái gì loại gói cơ? À, cái kem kem nền đó hả, đúng không? Kem base là base base là mà bằng gói đúng không? Tạm thời thì chị không có, mà những cái đấy thật sự cũng rất là khó lấy. Chị chỉ có cái set đấy thì chị sẽ chốt hết rồi. Cái set kem nền, kem lót của Hu đấy cả nhà, một năm ra một lần đó. Son Hu đánh đẹp lắm chị, quá đẹp luôn, liệu thật sự quá là đẹp luôn đấy. Son Hu thì mọi người không chơi được, tại vì nó tới 45 đồng một cây thật sự luôn đó chị. Cho nên là khi mà mọi người biết ở đấy, khi mà dùng Son Hu lên rồi á, mọi người sẽ không chê được nó đâu nha cả nhà nhá. Có phải Radiant White BB sân không? Đây, nó đây nhá. Nó đây nè chị Hương ơi, chị Liên Hương ơi, cái set này á, thật ra mà nói á, là em bán á, chỉ với giá chỉ có 30 oi thôi. Chị biết là đã có những lúc, chị biết không, em không có những cái sản phẩm như thế này, chỉ một hũ như thế này. Bán giá từ 33 đồng cho đến 35 đồng. Mà ngày hôm nay nói thật với chị luôn á, cả một cái set như thế này, vừa có một cái cây son kem ở trong đây. Cây son kem này á, thì được gọi nó là xe son bán lì nha cả nhà nha. Bám màu á, cũng không thua gì son lì đâu. Nó là son kem nha, trừ khi là son dưỡng. Thì nó có cái chất bóng lên thì nó mới mau trôi thôi. Kem nền này đánh thoáng da nhất tự nhiên và lên da khâu ráo lắm chị. Đúng rồi. Cái Hu Trắng ấy thì mọi người biết đâu, nó cho dùng cho tất cả các loại da. Da dầu cũng xài được, da khô cũng xài được luôn, thoáng da da xài rất là tốt nha cả nhà nhá. Với cái set này nha, Hà nói thật, mọi người cần thì mọi người lấy nhanh. Tại vì Hà xả ra nha cả nhà nha, tại khách không trả lời nữa, đặt Hà 4 set nhưng mà không chưa vẫn chưa có đủ đơn đấy mọi người, không có đủ đơn để chốt đấy, mà cũng im ắng cũng lâu lắm rồi, cho nên đâm ra Hà đem ra Hà xả tiếp lại cho mọi người nhé. Chỉ 30 oi một set thôi nhé cả nhà nhá. Trong cái set này nhé cả nhà nhá, cái chai này là full size rồi nhé, không phải là chai mini đâu, cho nên đấy là được luôn cả là sữa rửa mặt của Hu Trắng, mọi người được trải nghiệm được một tip kem son kem bán lì này nữa. Và mọi người biết sao không, những cái như thế này này nó rất tiện cho mấy chị em mình là ở cái chỗ nào mọi người biết không, để vào trong cái giỏ của mình rất là tiện nhá cả nhà nhá. Cái giỏ dù là mấy chị em mình có xách cái giỏ mà bây giờ giỏ mini ấy, cả nhà cái size chỉ có một gang tay thôi nha, thì bỏ cái này trống vào trong đấy cũng vẫn là thoải mái luôn, thoải mái luôn, nó bằng cỡ như thế này trong cái tay của Hà thôi. Nhưng mà đặc biệt xài là những cái này mới là cái mà ăn tiền ở những cái set như thế này nha. Còn bình thường là Hà không có bán lẻ bán rời đâu. Cho nên là khi mọi người mua được như thế này, mọi người được trải nghiệm cả ba, mua một mà được ba luôn nhá. 30 oi một set đấy. Thật sự mà nói Hà sẽ lấy hết cái này rồi á, nó thật đợt qua hết cái đợt này rồi, nó không có còn những cái set này nữa cả nhà. Thật sự là đợt này là em thấy cái set này là ngon nhất cả nhà. Em chưa bao giờ thấy cái kem nền BB màu trắng mà nó ra ngon như thế này. Nên mọi người yên tâm, cái này là nói thật. Hà bán hết cái này rồi, mọi người hỏi nữa là Hà không có còn đâu. Hà nói thật luôn. Chị chốt cho Tuyết một set nè. BB Hu Trắng 30 đồng nhé cả nhà nhá. Hà có 4 set thôi nhé cả nhà nhá. Liên Hương, chị Liên Hương này. Liên Hương Nguyễn một set này. Nói thật với cả nhà mình luôn á. Cái set này là mọi mấy chị em mình xài không bao giờ thất vọng. Hà nói thật. Nếu mọi người cần một cái mà kem nền
mà vừa có chống nắng luôn. BB này là kem nền, là mọi người biết gì không? Nếu đã gọi kem nền thì chắc chắn luôn nó có xe khuyết điểm rồi nhé cả nhà nhé. Kem lót thì nó với công che khuyết điểm nhiều, nhưng mà kem nền chắc chắn là nó phải che khuyết điểm nhé. Mọi người biết sao không? Khi mà kem lót ấy, nó lót ở cái lớp dưới ấy, nó có ánh hồng lên, nó làm cho cái da mình nó hồng nhuận lên. Nhưng mà đã lên tới kem nền rồi ấy, là hết bước rồi nha cả nhà nhá. Chắc chắn luôn một điều là kem nền sẽ phải đánh sau kem lót nhé cả nhà nhá. À, mẹ em hỏi chị có chai kem lót của Hoa Hiên không? À, chị không có. Kem lót thường ấy là chị hay Hà hay bán là của Hu là nhiều. Thường ấy là chị hay bán kem lót của Hu. Đấy. Nhưng mà nếu mà mọi người đánh kem lót xong ấy thì mọi người đánh chống nắng lên, đó kiểu như vậy đó, hoặc là mọi người đánh kem lót xong rồi mọi người đánh cushion lên, đó là cho dành cho những người mà, bởi vì kem lót nó sẽ được ngăn, nó sẽ được, nó là một cái rào chắn ở ngay giữa cái khoảng cách mà cái dưỡng da và cái chống nắng nha, tức là cái chống nắng nó bảo vệ cái đó, mà nó không qua được cái lớp kem lót thì nó không tô vô tới cái dòng dưỡng da của mình được nhé cả nhà nhé. Chào Mai Nguyên nè, Hiền Nguyễn nè, em một set nè. Đấy. Rồi. Khổ lắm cả nhà ơi, không đọc mà không được cái là làm quà tặng đẹp luôn, quá đẹp luôn, không ai chê được hết. Hà nói thật. Không có ai chê được cái set này đâu, Hà nói thật luôn đấy. Chưa có qua được cái cửa ải này, nói thật luôn á. Với cái set này nó thật quá là đẹp luôn. Xài bước nào em? Cái này á, là chị xài bước cuối cùng cho em cũng được luôn. Vừa là che khuyết điểm, vừa có chống nắng. Mặc dù ấy, chống nắng của nó không phải là 50, nhưng mà chống nắng của nó là đã 45 SPF, 45 BA là 3 cộng luôn rồi. Với cái mùa này á, 45 là quá đỉnh rồi, nói thật với chị luôn. Không cần phải 50 luôn, bởi vì mình không phơi nắng chang chang ở ngoài đường. Bởi vì sao? Mùa này mà đánh như thế này là quá đẹp luôn rồi. Kem lót của Ohui chị bán bao nhiêu vậy? Kem lót nào của Ohui nhỉ? Chị có xét kem lót của Ohui không? Hình như chị không có hay sao đó mà. Chị đâu có kem lót của Ohui đâu. Ok Hiền. Ok Hiền, chị sẽ chú ý đến cái kem lót cho mọi người nhé cả nhà nhé. Chị Hà sẽ chú ý. Mọi người yên tâm đợi đi, tháng 11 sắp ra tới rồi. Thì Hà sẽ căn me cái cuốn sách đấy và Hà sẽ đặt hàng sớm luôn. Nếu mà có một cái Hà đặt luôn cho tháng 11 luôn, là mọi người yên tâm, mọi người xài luôn. Bởi vì vào những cái mùa mà vai nát như thế này á, thì thường ấy là những cái kem lót, kem nền, trang điểm ấy, thì là nó ra mạnh lắm cả nhà. Cho nên là nên mọi người yên tâm. Có một cái là chị Hà ới liền nhé cả nhà nhá. Lên ngay. Trời ơi chị Hà lên sóng liền. Yên tâm. Cái này là cái việc của chị Hà mà. Chỉ cần mọi người dặn thôi. Kem lót ấy thì mọi người lấy Hu đi cho nó, xài cho nó thích đấy, Tuyết. Mình xài Hu đi cho nó thích. Tại vì cái đồng Hu đó nó mịn hơn ấy, nó ấy hơn ấy, thì mọi người xài Hu đi. Đó. Rồi, Hà qua cái khác nhé cả nhà nhé. Hà qua cái khác. Rồi.